Thưa quý vị, hiện nay, một trong những vấn đề được cử tri thành phố quan tâm là hợp thửa đất rẻo. Trên thực tế, việc triển khai khá chậm và còn nhiều tồn tại, bất cập do nhiều nguyên nhân. Thửa đất rẻo này có diện tích 13,5 m², liền kề nhà ông Đỗ Minh Toàn, tổ 62, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà. Từ nhiều năm nay, ông Toàn đã làm đơn xin mua đất rẻo để hợp thửa nhưng vẫn chưa được giải quyết. Đối với tôi là hiện nay là cái đất rẻ của nhà nước là có 13,5 m, nó nằm trên cái trục đường Ngô Quyền, nằm coi như là cạnh với cái thửa đất của gia đình tôi. Thì 2015 thì nói chung là trung tâm quỹ đất có đi kiểm tra đất theo đất rẻ, thì nói chung tôi cũng có cái nhu cầu mà xin thành phố để mà hợp cái thửa để mà tạo cho cái mỹ quan cho nó đẹp á, nhưng mà vì bị trục trặc cái vấn đề giấy tờ pháp lý kéo dài đến ngày hôm nay, tôi cũng cầu mong coi như là cấp lãnh đạo để sớm mà cho tôi được nhập được hợp thửa được cái 13 m³ này. Hiện nay trên địa bàn Đà Nẵng có hàng trăm thửa đất rẻo chưa hợp thửa, làm cho việc sử dụng đất rẻo chưa hiệu quả, gây lãng phí đất đai, thất thoát ngân sách nhà nước, ảnh hưởng đến công tác quản lý về đất đai. Nhiều lô đất trống bị bỏ hoang, gây ô nhiễm về môi trường trong khu dân cư. Chỉ tính riêng quận Sơn Trà, thống kê ban đầu đã có khoảng 113 thửa đất rẻo. Thực hiện sự chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Nho Trung, quận đã ra soát, thống kê toàn bộ quỹ đất rẻo trên địa bàn quận và phân loại trường hợp nào để lại sử dụng vào mục đích công cộng, trường hợp nào đấu giá hợp thửa. Sau đó, tập trung xử lý theo tinh thần khẩn trương. Trước nay thực hiện cái 3862 thì quận cũng đã tổ chức triển khai được một số trường hợp, ba mấy trường hợp. Còn lại hiện nay, Ủy ban nhân quận Sơn Trà đang chỉ đạo các ngành và Ủy ban nhân các phường tổng rà soát cái quỹ đất còn lại sau giải tỏa, còn lại chỉnh trang để tập hợp trên cái cơ sở đó phân loại cái nào làm trước, cái nào làm sau. Để công tác quản lý đất rẻo đi vào nề nếp, phát huy hiệu quả, ngày 1 tháng 12 vừa qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã có công văn số 7928 về quản lý sử dụng quỹ đất do nhà nước quản lý, còn gọi là đất rẻo. Theo đó, việc quản lý sử dụng đất rẻo thuộc trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân các phường xã. Việc giao đất, cho thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân, kể cả đất rẻo thuộc thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân các quận huyện. Ủy ban Nhân dân thành phố đã giao nhiệm vụ cụ thể cho Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Ủy ban Nhân dân các quận huyện, Ban quản lý các dự án, Ủy ban Nhân dân các phường xã để phối hợp triển khai công tác này. Đây là cơ sở để các địa phương, đơn vị đẩy nhanh tiến độ hợp thửa, quản lý và sử dụng hiệu quả đất rẻo thời gian tới.